Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích các chim bịp bịp trên toàn cả nước. Hiện tại thì bên cơ sở nhà em là chỉ còn một cái lục duy nhất bán giá 1 triệu 7 này, giá thanh lý. Ngày xưa thì bên cơ sở là bán 2 triệu rưỡi. Đấy, hiện tại thì bên cơ sở đang thanh lý 1 triệu 7. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn hàng thì anh em là ở tỉnh thành nào cũng đặt được hàng nhé. Đấy, anh em có thể thấy là đây là một cái lục đã được đóng hàng và gửi đi ở trong ngày hôm nay này. Còn giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu lục thanh lý này. Đấy, nó là mới hoàn toàn 100% anh em nhé. Đấy, mới hoàn toàn 100%. Đợt này thì bên cơ sở là sẽ tạm dừng sản xuất cái mẫu lục này bởi vì giá thành lên khá là đắt. Đấy, làm ra một cái lục này thuê cả tiền công lên tận 1 triệu 7 một cái cơ. Đấy, nhưng mà bây giờ ngừng sản xuất rồi thì chỉ thanh lý cho anh em bằng đúng cái giá nhập này, 1 triệu 7 tặng kèm theo là áo lục anh em nhé. Đấy, mẫu lục này là mẫu lục hai mặt này. Đấy, hai mặt anh em có thể thấy là hai cầu tử. Đấy, còn về mẫu lục này là chống bể chim mồi. Đấy, chống bể chim mồi, cái thứ nhất là lan ở bên dưới nó rất là dày. Và cái thứ hai nữa là bên trên đây, ví dụ con bổi nó có nhảy vào đây này, nhảy phần cầu tử thì nó không thò được mỏ xuống, nó mổ con mồi bên dưới. Bởi vì bên cơ sở là sẽ làm một cái lớp lan khung mái vòm và một cái lớp lan chạy dài bên dưới. Còn về lưới giữ con bổi thì là lưới dù siêu bền nhé. Hàng này thì là lưới đan. Đấy, đảm bảo cho các bác là thoải mái, không bao giờ chim bị bật ra được. Đấy, rất là dai luôn này. Còn về cách thức hoạt động của nó thì nó đơn giản thôi. Cái mẫu lục này thì thiện chí đánh cây nhiều bởi vì cái chiều rộng ở bên dưới nó rất là rộng anh em. Đấy thì anh em sử dụng đánh cây hợp lý hơn nhé. Đấy thì khi anh em sử dụng thì gài như thế này thôi. Đấy, con chim nhảy vào phát là nó sẽ sập xuống như thế này. Đây nó sẽ có một cái loa lệnh khóa này. Đấy, còn về móc treo thì nó ở khu vực đây này, móc treo đây anh em. Đấy, móc treo đây. Đấy, tổng quan anh em nhìn cái lục thom rất là đẹp. Đấy, form cực kỳ là đẹp. Hàng này thì thực sự mấy anh em là những cái năm vừa rồi bên cơ sở bán rất là nhiều ấy. Đây, hàng inox 100% anh em nhé, inox. Đấy, rất là nhẹ. Cái lục này thì nó rơi vào 1 cân 9 này, 1 cân 9 thôi anh em, rất là nhẹ. Anh em nào mà có nhu cầu đặt mua cái mẫu lục này, còn một cái duy nhất thì nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.